Hey guys, xin chào mọi người. Chào các bạn trở lại vlog tiếp theo của mình. Đây, chú lại đâu rồi? Thì đây là mở đầu cho video hoàn thiện của mình nhá. Mình đang trên đường đi tới phim trường. Đây sẽ là một số cảnh quay mà sẽ rất là thú vị để cho anh em. Đấy, bây giờ mình sẽ di chuyển tới vị trí mà chúng ta sẽ quay phim. Ok, mọi người theo chân bọn mình nhá. Đấy, hôm nay sẽ là một cảnh quay mình nghĩ sẽ là rất là đặc biệt đấy. Xe của mình sơn bóng xong rồi, đang chờ khô. Chiều nay nếu mà khô thì bọn mình sẽ lắp đặt những chi tiết gương này, đèn này, LED, điện đóm các kiểu vào nhá. Đèn còi ấy, cái còi. Mình ở nhà chú Nghiệp đây. Anh em gặp chú Nghiệp không? Chú Nghiệp đâu rồi? Nghiệp đang uống thuốc lào. Chào. Đây, mình đang mượn con em mình cái váy để mặc. Cười cái gì? Đang mượn cái váy để mặc nhá. Nhà chú Nghiệp đang xây nhà đấy chứ anh em. Mình cứ bảo mà. Đang xây nhà to lắm ấy. Đại gia ở khu vực này. Chú Nghiệp nhá. Chúng mình đang đi mượn một bộ váy để cho cái thước phim Tết này mọi người ạ. Một thước phim Tết này. Đây, nùng kia. Nguyên kia. Đang chọn váy à? Váy ngày, váy dài hay váy ngắn thì tao đã chọn là váy ngắn rồi. Anh nghe có bạn nó phát cho em với. Hay không? Làm đi. Ở đây rồi có. Lấy ai không? Đi đổi vé. Bê ông Nghiệp. Thành nào mặt đấy. Thành nào nụ mặt đấy có vừa. Vừa cái này chun mà. Cô bảo bảo luôn đi đúng ạ. Có còn đứa, có còn đứa. Ghê. Mặt được cút. Đâu, rách mẹ đấy. Chun mà. Cảm bó bó trông giống khứa áo vàng, áo xanh mới đẹp. Vừa, chun chun vừa mà. Lần chứ. Được đấy. Đó là vừa. 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 Đi còn hơn gái. Đừng đua. Cái Yến không cổ à? Yến về nhà Yến mà lấy. Nếu không biết ra chui vào. Áo áo áo. Mày đi mặc áo thì. Bình tĩnh. Bộ này đi chống Covid đấy. Ai anh em ạ, chờ đợi kết quả này. Người mẫu. Rồi mình cứ quay. Điến cho mặc cái xong. Chú Nghiệp đẹp nhỉ? Chú Nghiệp cho mình... cháu cây này đi chú Nghiệp. Chú Nghiệp đây sẽ là diễn viên, bọn mình cứ thằng là diễn viên hết nhá. Yên ơi, đội. Yến phải mang cái máy body đi cho nó mặc Yến. Em có biết là quay đâu, biết là em đã cầm đi rồi. Cầm cái máy body. Kính đâu, kính đâu. Đấy, đấy, sẵn rồi, sẵn rồi, ôi sao đủ áo không? Sao đấy?
chết rồi. Đây là cảnh quay đầu tiên, cảnh quay khinh thường người khác của những dân chơi này. Khinh thường chú Lợi, theo chú Lợi sẽ đi gọi một bọn một đám cháu đến để chém chiếc xe được, khinh thường lại anh em ạ. Có rách luôn. Cho tí hồng hồng má nữa. Đánh đánh đào hoàng vào mày. Đánh đào hoàng ấy. Cho tí hồng má. Mình mày đi ra lắm, mình lại gọi video chết. Có kết quả gì không? Ui, được đấy. Cho hồ mãi đi. Gái mày cũng là con gái được ấy, đúng không ạ? Chuyển giới mẹ đi. Cả bó đi râu đi. Không, để râu ấy mới đẹp. Không, cặp râu à? Không, để râu ấy mới đẹp. Anh nhé, quay về chị Hằng nhé. Được. Không được. Chuyện này đang cầu bê tha. À, má hồng á. Má hồng cho má hồng. Sơ. Sơ. Điên. Sơ. 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 Quá con gái đâu. Em còn nói không à, nhất là luôn. Eo xị. Ê mày. Đường vậy lúc không có người yêu đâu. Không lấy vợ chết. Ngày xưa Hưng ở nhà thì Hưng đóng nữ kiểu lấy một khăn mặt trùm lên đầu làm tóc luôn. Rất là kiểu, rất là kiểu của chuối. Đấy anh em ạ, bây giờ mình sẽ câu chuyện là như thế với anh em nhé. Mở đầu của một cái video nó là một câu chuyện để gửi tới anh em vào ngày mùng 1 Tết. Như kiểu là một cái thước phim hài đấy. Đấy, vừa mang tính chất hài một chút, mang cái nét hài trong video của mình nó sẽ hay hơn, để cho mọi người có giải trí nữa. Đấy, hôm nay là 27 Tết. Còn cái quần nữa cơ. Ok, di chuyển nha. Di chuyển nha. Di chuyển nha, Yến. Đi thôi. Đây cũng là nhân vật quan trọng anh em ạ. Hai nhân vật này sẽ bị khinh thường ngày hôm nay nên là chuẩn bị tâm lý nhé. Ok, di chuyển nha. Di chuyển nha. Kỉnh anh đi vô. Mú thật à? Thật mà. Thật mà. Thật mà. Vui tay trông nhá. Đúng tí tập đi đi đóng cẩn thận, là hơi tây đấy. Đúng ạ. Trông hơi tây. Có hai quả mặt, mặt đất trong tay không? Ok, di chuyển nha. Di chuyển nha. Ok, cháu đi đây, di chuyển rồi. Di chuyển đây. Quay phim này, yeah. Mua son nước này cho các cô. Đây là đằng sau là bốn cô gái nha mọi người. Bây giờ mình sẽ di chuyển tới vị trí triển khai những cảnh quay đầu tiên. Mày cứ qua một tí vào nhất là đĩ ấy rồi đấy. Ê, chồng ơi, chồng hay nhất, chồng đẹp nhất, chồng bao nhiêu đứa luôn đấy. Mình vẫn mèn nha anh em nhá. Mình cũng là một mình bê đê. Chồng giống tài sở mai kìa. Đây sẽ là địa điểm quay của mình nhá. Và đây là nhà Nùng tí mọi người ạ. Nhà Nùng đây. Ghê, bọn nào nhà Nùng. Bây giờ ở cái đoạn đường này nó vắng người, là thứ nhất là vắng người, thứ hai là nó không có người. Đấy. Thế là bọn mình sẽ quay đoạn này. Nói chung là một cái thước phim sẽ đầy đủ chi tiết về mở đầu, nguyên nhân, lý do vì sao bọn mình quyết định là làm một chiếc xe. Nó sẽ ở đây. Các bạn nhìn thấy nó có giống cái bộ phim hài Tết không? Đấy, xe pháo của chuối kiểu vậy. Đấy, ok. Ở đây vay phải cam mọi thứ nữa là ok nhỉ. Mua đầy điện. Nhà Nùng ấy anh em ạ. Rất là nhiều cây cối luôn. Đấy, na nước các kiểu rồi. Na là cây mãng cầu ấy, phải không nhỉ? Kìa. Hoa kìa. Đấy, nhà Nùng ấy nhá. Ok, để thể cho anh em xem vậy. Bây giờ mình sẽ phải lên set up cũng như là lên kế hoạch quay từng phân cảnh một. Sao rồi? Cái gì ấy? Cú hết điện. Hết điện à? Vừa đi đoạn hết điện luôn. Xe củ chuối. Đâu? Quay xem mà dựng cánh.
lên phương án. Chết anh em ạ, bây giờ bọn mình sẽ review vào cái khu vườn nhà Nùng tí. Ờ, đây là khu vườn nhà mình nhá. Nhà mình có rất là nhiều cây na. Hành này. Rất là nhiều cây na. Anh không ăn đâu. Chín, chín, na chín luôn à? Nhiều cây hành nhá. Chín mà. Ôi chín luôn à? Nất đầy nhưng mà không chín, chưa chín đâu. Chín à? Chưa chín. Quả này chín này. Quả này chín này. Quả này chín nè. Nất chưa chín. Quả này chín nè. Nè, quả này chín nè. Chín sượng, chín xanh. Chín sượng thì là chín rồi. Nhà Nùng có mấy cậu à? Dạ, thằng nhà Nùng có mấy cậu? Cứt. Mấy cậu thì giàu. Bán mấy cậu đi, lấy tiền tiêu. Báo nhà luôn phải không? Báo luôn. Nhưng mà tiếc là không có mấy cậu. Mọi người đang chuẩn bị xe nhá. Đang bị chết máy anh em ạ. Còn thế cho xin miếng à? Cậu em ơi. Chuẩn bị nha mọi người. Bấm máy nè. Chú lại xong chưa? Ê chú à. Ba người đi. Đang quay cảnh flycam nha. Mọi người gọt lên kia nhá. Chú cứ đi thẳng đi. Vâng, đây cháu quay cô đây. Cháu quay cô ấy nhá. Vâng. Quay cô để con gái cho cháu. Vâng. Mày không bảo mày chết đi tao. Ủa, quay cô để con gái cho cháu, mày không vào mày chết sao? Ảo. Bắt đầu. Bắt đi. Năm chục chín ôi, chẳng đứng một chỗ. Đi nhanh lên, nhanh lên. Mày, mày hậu cho mình vào váy này, mình nghe mặt. Làm lại. Làm lại. Lượt 1. Cầm nào thì bắt đầu thì giật được. Cái xe là phải giật tôi. Cái xe là phải giật tôi. Đi đây là nhìn là hai đi đây là mấy hôm qua là nhìn về xe đây, nhớ không? Không. Chú Lợi bên trong quần áo nào không? Áo nào nữa? Áo vậy. Đêm rét mà 2 3 lần đấy. Trông trông nó hơi lịch sự quá. Chép đấy à? Vừa đi ăn dỗ mà mẹ. Ok. Nói chung là làm sao cho nó cảnh nó đẹp đẹp đấy. Tây đấy, dề đấy thanh niên này. Đứng hai cô gái đứng cạnh nhau nè. Dề. Kinh cái giọng cười. Tốt nhất là mình đừng nên lên tiếng thì nó sẽ chân thật hơn. Kinh cười. Cười như quỷ ấy. Cười. Con gái thì cười như con dê vậy. Mọi người đang đây cái hậu trường. Thì em có cần một cái ôm tình cảm của anh không? Em có cần sự che chở của anh không? Em có thể cho anh nhớ nhớ nhá. Nào bắt đầu mọi người ơi. Em không. Nào. Đây cô gái. Anh Sơn, cái đây đi về lấy nhau cái nhá. Bấm máy nào, chạy nào. Lần thứ hai à?
lần thứ ba rồi. Chú sắp xếp hai người rồi, chú sắp xếp bảo đứa bé vào bên trong như vậy đấy. Rồi đúng rồi Nguyên, nếu mà ok thì Nguyên sẽ quay một cảnh chú lấy điện thoại từ trong túi ra chám một cảnh nhá. Không cần mic, lấy hình ảnh thôi. Rồi rồi xoay xung quanh nhá. Thôi ok, kiểm tra shot ok không á? Kiểm tra nhá. Sao lại chưa? Đi lại cháu để em xuống lại. Đi nhanh nhanh nhá, đi tung tăng lên nhá, chứ đừng đi đâu á. Đi tăng tăng tăng. Ôi nhá. Ở đây đây đây, khoan nào, như này nhá. Thì tức là hai em thì ai xác định là người giật? Ai? Không, con em giật đi, con em giật nó hay hơn. Tại vì em nhỏ. Anh thì cứ tung tăng vu vơ nhìn lung quanh nhá. Em đừng nhìn vào xe. Thế mọi người dừng lại thì mình nhìn dừng lại nhìn theo thôi, được không? Nhá, em giật. Đấy, nó sẽ tự nhiên hơn. Ok, đấy là cái hậu trường của mình, nó hơi bị cồng kềnh một chút. Đấy, thanh niên này đang rét rồi. Làm lại nào, có xe. Dạ. Cháu để cái cảnh mở đầu làm cái video hài Tết. Đi phốp à? Đẹp vật đai. Nhảy cho nè, nhảy phốp nè. Cứ nhảy bừa. Khứa xanh. Khứa xanh, ừ khứa xanh đi. Khứa xanh á. Ai? Em á. Đấy. Bắt đầu kia thế nào thật đấy. Bắt gà lắm. Ok. Đấy này, đây này, đây này, đây này. Cười mạnh lên. Đấy, cười như vậy có còn hay không? Đó, đoạn này à, đoạn nào là răng đến đâu, răng được nhá. Cái xe đấy lên đến đấy là mà Hà hay là Kim Anh là nhìn chú xe luôn trong cái tầng đấy. Hà nhìn, Hà nhìn. Hà nhìn nhá. Kim Anh nhìn thẳng. Nào đi luôn đi nào xe. 3 1. Bắt đầu. Ok. Ok. Kiểm tra lại xem được thật sự không á hả? Chà chà nào. Em có một cái nhỏ ấy đi ơi. Ơi mờ anh em không nhìn đâu. Đó. Để em mình hình nhá. Bắt đầu. Làm nào. Ui đẹp thế. Đứng chỗ ăn đâu? Đứng người đứng người người. Ô ở đâu ấy? Ngoài đó. Người sang người hướng hướng. Đây là toàn thể hậu trường của mình. Anh Táo quay. Mày thích con bà này. Đến lượt nào. Diễn viên Diễn viên Lục Tích chính đâu. Nam chính đâu. Nam chính phản diện. Nữ chính phản diện.
nùng tí thì anh Tuấn thứ quy trình sẽ là nùng đứng à, ngồi trong na, chạy ra chứ. Nguyên đứng bên cạnh nùng vừa đi đái xa đấy. Ăn mì tôm ăn mì ngon ngon. Ngon đấy. Đồng ký đá đi. Cầm giả vờ cầm điện thoại. Em đeo kính vào em ạ. Em đeo kính vào. Em đeo kính vào. Alo. Thử cho Nguyên đeo kính bán xem có nhìn được không nào. Kính đâu á? Kính em cầm đấy. Kính đen đây. Nó bậy nó ngọt quá ngon. Nguyên ơi thử đeo kính vào xem có trông có đều không nào. Đẹp luôn, ngầu luôn. Mới tôi mua cái kính đàn bà. Alo. Nó nên kính không? iPhone 12 Pro Max. Xin đeo kính không mình người. Nên đeo kính trông nó ngầu. Ở trông kiểu bố láo ấy. Đấy, kiểu bố láo một chút. Làm sao ấy nhờ? Đúng nhá, đi ra ngoài xong rồi diễn cảnh là vén quần xuống nhá. Đấy, kiểu vậy cho nó đúng quy trình. Là vừa đi đái xong. Ok chưa? Nào, đây, đây, đây. Nào. Trong gối ra cái kiểu là vừa đi đái đá. Alo đúng à, đái xong chưa em? Giờ đi à, đừng biết chú gì trong chưa. Nguyên đừng nhìn ra ngoài này, nguyên nhìn về hướng đồng tí nhá, đừng nhìn ra ngoài này tại vì quay cảnh đi đái nữa anh em ạ. Đấy. Sao? Bắt đầu đây ạ. Alo. Đây đi. Ra tới ngoài mới vén quần nhá, ra tới ngoài mới vén quần. Không, vén xong lại đứng lại gần chỗ Nguyên luôn chứ đừng đi xa mẹ. Ừ, làm lại đi. Cho tên khác đi. Sao? 3, 2. Ui, mẹ kia này. Con này cứ 2 tiếng rồi. Chú Lợi, sơn bóng Ferrari thì hiện tại là tầm chiều nó khô. Khô á, khô rồi, rồi ráo rồi mà. Người ăn táo, táo ngon á. Tôi này sao cả bầy ánh ăn táo vậy? Bên này, ai cũng ăn táo. Bắt đầu nào. Táo thạch đấy. Đi sát lại chỗ Nguyên, đi sát lại chỗ Nguyên. Giật tay. Không, không làm lại đi. Vén quần xong rồi vắt tay vào Nguyên luôn thì nó hợp lý hơn. Ăn tốt. Mít cười à? Cười. Vậy mình không được làm lại. Đây là cái cảnh của gia đình team bọn mình. Mọi người ạ. Những đầu cảnh gần đến Tết nhỉ. Yeah, đây mình có cái flycam này. DJI Mini 3. DJI Mini 3. Con này bay được 9 cây số nếu mà dùng pin Bluetooth và điều kiện gió ổn định. Cũng như là không có nhiều vật cản đấy, nghe 9 cây. Phân cảnh đi đái đã xong mọi người nhá. Giờ thì sẽ tới phân cảnh là chụp ảnh kết hợp với lại đi đái. Hai phân cảnh này sẽ phối hợp với nhau. Là không, đứng ở đây thôi, đứng ở đây thôi. Đúng rồi. Đúng vậy này, kiểu nhá, nguyên kiểu nhìn kiểu ngơ mà sao lại ông này kiểu nhìn nhá, em nó cái tư duy là nhìn vào ông Lợi này, nhìn từ trên xuống dưới xem, hiểu không? Thượng đẳng, mình tỏ ra mình là người thượng đẳng. Ấy, kiểu vậy. Ấy, kiểu vẫn hơi kiểu phân ý là sao như này. Nguyên nó đi ra thì nó, mắt ánh mắt của nó phải nhìn nhìn lên nhìn xuống này như kiểu là khinh người đấy. Ừ. Mẹ mới thằng quấy bẩn này mình chụp vào xe tao kiểu vậy. Đấy, nó mới diễn tả được nội tâm nhân vật. Đấy, hiểu không? Thế xong rồi sao? Xong rồi thì bắt đầu đi ra hả? Đuổi đi à? Đuổi đi. Đúng không? Đúng tí đuổi đi à? Không, đúng tí nó là gái ngành nên nó chỉ đi theo mày thôi. Hiểu không? Thế là nó không có phận sự gì. Mày ấy thằng oai. Mày khịa mà mày khè với gái. Cậy đi với gái oai với cứt nè. Mày đuổi người ta một xe tao. Tao bắt đầu nè.
Làm lại một shot đi. Nguyên nhá, cái này Nguyên. Nguyên cho khoa khoác ra, đi đến đây, tấm bước lên đây là Nguyên này. Nguyên phải nhìn vậy. Không được nhìn vậy. Ánh mắt phải nhìn lên nhìn xuống. Ừ vậy thì không biết, chỉ biết là đến đây thôi. Đến đây là phải nhìn vậy. Nhìn thẳng cái mày đừng nhìn kiểu nhóng nhóng, cau cau vậy. Đây đây này. Nhìn kiểu quách lên. Nhìn lên nhìn xuống vậy đó. Nhanh. Đấy đấy, kiểu vậy, đấy kiểu vậy. Mặt mày bố láo sẵn rồi nên cũng dễ, cái cảnh nên cũng dễ. Nào, bén xuống, khoác tay, đi. Nhìn lên nhìn xuống em được nhìn kiểu vậy. Đi chậm lại nhá. Ý là em đi lại, em đi chậm lại, em nhìn lên nhìn xuống thì nó mới đúng cái tông giọng kiểu. Điên sang đây nhắc xong rồi liếc điên sang điên ta luôn. Đấy, đấy ba người vẫn nữa, không được cười nữa. Không được cười nữa. Cung cửa đéo nó mất tập trung. Nào, đây là bắt tự nhiên. 3 2 Bắt đầu. Ok, kiểm tra mọi người không nào. Nhìn bố em đứng nhìn em. Quả lông chân. Lấy lông chân thôi, cho lông chân. Lấy lông chân đi chống mà ra. Được nhé. Được không? Được à? Ok. À, phải hả? Có mọi nói cho nói nhưng mà bố vẫn ăn. Ok, cảnh tiếp theo nào. Trong cái vai này là bố em đang bị khinh thường nên là em không được cười. Đừng có cười. Mày nghĩ là năm nay là anh chồng thì chỉ giống mày. Đấy, thì đánh mày sẽ buồn thôi. Nào, nghiêm túc vào nhá. Đâu à, bố bị khinh thường mà con cười ha ha ấy. Bắt đầu. Làm một lần thôi chứ làm lắm lần lại đi nó khó. Làm một nhát. Ok. Cố này nó cố. Không sợ luôn. Bạn ấy không sợ luôn. Được. Cười cười. Đây. Đây, xong rồi, cảnh này là mở cửa cho mọi người ơi, bây giờ bọn mình sẽ đi xuống hậu trường đào vàng của anh Nhi nha. Cái kia lúc mà đánh xét xuống rồi nhá. Ờ, nói khô ráo ấy. Chia đây đi, vào đây đi. Cảnh của tao lại bắt nước mà trời lạnh nhá. Ô, cô gái xinh đẹp đã thay rồi à? Cô gái kinh tởm. Đi đâu á, tay bị đang bị sắt đi. Luôn. Đây chị ăn đi. Nào. Leo. Được, được. Nào, ok nào. Đấy, cứu. Nhớ cả. Ôi giời. Lên vào đây. Đó, cầm xuống rồi, cầm lên. Đi đâu quay. Ơ, cái gió đâu? Cái gió đâu? Em quay về lốc thì em đừng đúng. Cầm gió tao đi. Gió chứ. Đấy, bên hiện trường. Hiện trường đâu rồi, hiện trường rồi. Bên hiện trường đây. Như cái chén đó. Nè. Chén đi. Em đi xuống rồi này. Lên trên đi. À lên. Sao lại mày cứ đứng ở phía dưới à? Nói không nghe. Bọn nào thằng kịch bản đâu ấy? Tao diễn này kịch bản nào cho tao xuống suối đấy. Không, xuống suối này anh không liên quan mà. Mà nhé. Ui anh em ơi. Ui anh em ơi. Dầu to. Hả à, đứng ngoài mép này đục xuống ao ở nhà cũng hết. Dầu to hả? Dầu to. Dầu ra ngoài nha. Không được pha mép bà. Sao lại to vàng nó dính mặt nước. Đầu vàng dưới nước. Kiểu ơi trôi hết máu. Đây, để tao quay. Một
vài viên, hai ba viên nữa là được. Được chưa? Để xô ra sau lưng đi. Chưa? Cô cuốn thế nhỉ. Đấy nhá. Đấy nhá. Đấy nhá. Đấy nhá. Được chưa? Nhìn quay cả kia các bạn xem này. Nào, chúng mình bật. 2, 1. Bắt đầu, rồi đi. Mấy người đây, hướng người đây, đừng hướng xuống đây nha. Trông như thằng cái cá. Như cái cá thằng đấy. Như cái cá nhỉ. Nào, nào. Hay là có sợ ảnh hưởng là người ta nghĩ là cái cá biết gì? Không. Mình kích cái cục người diễn váng mà. Cục cái cá không mà. Cứ ra vào đây, ra trên mặt nước mày đưa đưa mày mới gọi là ra. Đấy, vậy, vậy. Đấy, đúng rồi. Như kia là cái cá không? Sát vào nước, nó bị bóng. 3, 2, 1. Bắt đầu đấy. Lấy. Sát xuống một tí. Lại. Sát xuống một tí anh. Nữa. Cao phải đi rò. Nào, 3, 2, 1. Bắt đầu. Đó. Rồi, kiểm tra đi. Mạnh thế, bút hết chân rồi. Này nó lòm luôn. Không sao mà, anh đây rồi. Chồng. Ngầu đấy. Sao lại vậy? Chồng cái gì ông đi về. Chồng cái món bảo hiểm này ông nào chế đấy. Hả? À, ông nào chế cái món bảo hiểm này đấy. Bà nhét cha. À, thật đấy. Chồng. Cây cây đây là xe ra đại dưới. Ok. Có hai cục có nhất lúc. Có vài cục quá. Thì chơi cục bám màu đen xì thôi. Lên về rửa đây cho nó đó. Được chưa? Nào. Đây vào. Lấy vào đó xin cục bám. Bắt hai bắt liên tục hay gì đó. Bắt đầu nha. Mọi người đứng hết mọi người đứng lên đi. Bắt đầu. Nhìn ông thần cái củ chuối vãi chưởng à. Dâm dò vàng ấy thế. Em đồng vẫn chưa tẩy trang nghe nhau. Không gọi điện, chạy hắn luôn, chạy luôn. À chạy à? Ừ. Được, tất cả hết ra. Ta cầm uống này, cầm vứt đi mọi người, quán ăn đi mọi người. Tất cả chạy hết ra. Đây, chú đứng đây, chạy đây này, đến đây thôi, không cần phải chạy xa làm gì. Tốt chức. À. Ở đây có hai thằng à. Chạy lên đây đi. Hai vô con, ba vô con đi cả. Thanh niên người ngoài hành tinh. Nào, chú lại chạy xuống nha. Cả hai con nữa. Hả? Chạy lên đây. Chạy đi đâu hả? Này đi lên kia. Nào, con anh lại đây.
không? À, đến đây không đứng này để tao chạy. Chưa? Nào. 3 2 1 bắt đầu. Đấy, đây là học trường em nhé. Rất là cực luôn. Rất là lạnh. Ê, 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 ở bên tôi lại. Nó trên kia nó cậu tao không gì. Trên kia sao? Đâu kìa. À, quên quên nhỉ. Được 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 được. Rồi cứ vẽ cũng được. Được được được. Nhưng mà cảnh vào nó xét sao, lấy nó xét cho nên. Lấy 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 quay cảnh tao nhìn tao vẫn rồi. Sao? Lâu nghĩ nào. Kìa, lấy cái xe kia. Lấy xe ở trong cốp xe đấy. Lấy xe ở trong cốp nhá. Chìa khóa ở trên ca lăng ấy. Nào, anh gọi cho em một ít. Anh tắt đi, tắt liệt 1 2 3. Sao? Bắt đầu. Gọi cho em ít đất xét. Nó là gì kinh thường à? Mấy em nó bố láo nhỉ. Ok, lên. Đó, gọi đây luôn nhỉ, gọi đây luôn nhỉ. Từ từ. Bóc một bài gọi lên đi. Nó múc lên, bùm, nó sẽ lên liền trước. Đấy. Ờ được 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 được. Đất xét thì có đất xét, được không? Kiểu như chỉnh mót ở trên cái xẻng đấy. Vậy 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 ok. Tích tích vài phát. Vậy đây, vậy đây. Lạnh lắm anh em ơi, lạnh lắm. May được cái đây người ta bỡ. Có cần phải tháo túi bóng không? Có gì? Là tự nhiên thò ra. Không đến 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 cấu nước ra. Cấu nước ra để nó chảy nước rò rò vậy nó đẹp. Đúng rồi, đúng rồi. Hay đấy. Ý tưởng hay đấy. Cái môi đỏ đấy. Đi chưa thể ta. Đấy luôn, đấy luôn. Chạy nó xếp, chạy vàng luôn à. Ờ, chạy vàng luôn. Quay tao cảnh thay đổi chất. Đào hốt á. Đào hốt á. Đào hốt không thì chú ấn đẹp cái đây ra. Đào hốt khác, hốt khác, quay hốt khác. Quay hốt khác, cây góc khác cho đẹp. Thắng góc, thắng đây góc. Hello mọi người, bọn mình đang phục vụ một cái cảnh quay để gửi tới mọi người nhé. Nên hy vọng là anh em hãy cùng đồng hành của mình. Đấy. Đấy, đấy, đấy. Đấy. Anh già cho em ít đất xét nha. Ok luôn. Không ai. Mày đây, chỉ một tay vào ngón thôi. Ngón thôi nó mới chuyên nghiệp. Hai nhát rồi được. Dạ. Ba ai. Bắt đầu. Anh già cho em ít đất xét. Ok luôn. Anh già. Đó. 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 Đó.
Khó hiểu. 3, 2, 1.
Chú lại đi nào. Lần thứ 5 rồi đây. Ok. Đi về thôi, đi về thôi. Nhìn bố. Ok. Nhìn đi, nhìn chị. Lắc đầu rồi. Đi thôi. Dẫn chị, dẫn em về. Ok. Ok. Đấy, Đạt. Không biết mồm. Mày hành bố rồi. 5 lần rồi đấy em ạ. Kiểm tra lại xem ạ. Check lại nhá. Còn quay được hay không thôi. Được, được. Được, được, okay. Hợp lý. Được, okay, được, giống phim, phim, giống phim hài Tết rồi đấy. Được về đó, được về đó. Về đó. Nhớ gì? Xét. Xét lấy gì, bọc cái gì? Đáp cốm sao? Cốm sao bỉnh. Cốm bỉnh thôi. Xem hình có gì đây. Nhưng mà cái kia đổ đây thôi. Vàng không lấy. Vàng không, cái này thì cũng đắt tiền mà. Ít vàng. Có mình lãng phí. 40 ơi. Một lọ sơn 40 à? Chưa tính đá à? Đổ đi không? Đổ đi. Đổ đi. Mày không mấy cậu không đến không có hớ, không có hớ được. Một đống vàng. Ừ. Vàng nổi. Vàng. Vàng này nổi ra được. 40 một cái cảnh quay vàng này. Công cây. Đổ hết đầu. Đây là ekip của mình nhá. Đây là phần cảnh mở đầu cho video hay. Rất là hay. Mình sẽ di chuyển ra xe và về. Nào mọi người còn thiếu đồ đạc nào quên không nhá? Kiểm tra lại nhá. Dép anh đâu nhỉ? Dép anh đâu nhỉ? Dép anh nhá. Ừ. Nên... À đây. Dép anh đâu nhỉ? Dép anh đâu nhỉ? Dọn máy thôi. Bấm tắt máy nhá, đóng máy rồi mọi người ạ. Có cần quay thêm cảnh nào không? Kiểm tra đi nhé. Quay vào nhà đồng chí kiểm tra đi nhá. Thiếu cái gì? À. Hay đấy nhỉ? Võ trường hay nhỉ? Quay chưa? Ok, đóng cửa đi. À, chú lại lấy giày chưa? Thu hoạch. Táo à? Ừ. Quay thôi. Yeah. Uống nước quả xanh. Hai bên. Ok, mình sẽ di chuyển. Mình phải rửa chân tay đấy. Mọi người ạ, hay đấy. Đấy, thì nay đi quay thì chú làm sao? Lạnh quá, lạnh quá. Lạnh quá. Nước lạnh quá, lạnh quá. Ngày mai còn một shot quay nữa là shot quay ngầu đấy. Ngầu để xe. Ok anh em.